Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video báo giá cập nhật những mẫu xe sang đã qua sử dụng tại Salon ô tô VHB, địa chỉ 19A Lê Văn Lương, phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận báo giá tốt nhất thì anh chị và các bạn hãy nhấc máy gọi điện ngay đến số hotline của VHB ô tô 0965 626789, và tôi là Thanh Hoa, phụ trách kinh doanh của Salon ô tô VHB sẽ đồng hành cùng với quý anh chị và các bạn. Chiếc xe đầu tiên em Hoa muốn giới thiệu tới anh chị và các bạn đó chính là chiếc xe Ford Mustang EcoBoost sản xuất vào năm 2014, model của năm 2015. Xe được trang bị ngoại thất trắng và nội thất màu nâu, nhập khẩu Mỹ, tên cá nhân, biển thành phố, lăn bánh hơn 4 vạn km, giá chào bán là 1 tỷ 690 triệu đồng. Tiếp theo là chiếc Chevrolet Camaro ZL1 sản xuất vào năm 2016 và đăng ký lần đầu vào năm 2018. Một chủ sử dụng từ mới, lăn bánh 7.000 km. Về ngoại thất thì xe được trang bị ngoại thất màu xám, nội thất đen, xe nhập Mỹ. Một số những cái trang bị và option cao cấp theo xe như là hệ thống ghế da cao cấp, hệ thống giải trí Apple CarPlay, loa Bose, cam lùi, điều hòa tự động hai vùng độc lập, khởi động start stop, hệ thống đèn pha, bi xenon, đèn LED ban ngày cùng rất nhiều tiện ích. Giá chào bán là 1 tỷ 999 triệu đồng. Cùng với một mức giá chào là 1 tỷ 999 triệu đồng thì anh chị sẽ có một sự lựa chọn, đó chính là chiếc xe Mercedes-Benz S400 sản xuất vào năm 2016, ngoại thất trắng và nội thất màu nâu. Về ngoại thất, chủ đã up lên full Maybach của bản S680. Chiếc xe này đang được BDM chào bán với mức giá là 1 tỷ 999 triệu đồng. Thấp hơn một đời đó chính là chiếc xe Mercedes-Benz S400 sản xuất vào năm 2015, ngoại thất đen và nội thất màu kem, xe một chủ sử dụng từ đầu, tên cá nhân, biển thành phố, hồ sơ cầm tay, khách hàng chỉ cần công chứng hợp đồng mua bán và sang tên, xe mới lăn bánh 2,9 vạn mai km nguyên zin, full lịch sử hãng, giá chào bán là 1 tỷ 585 triệu đồng. Nói về trang bị trên hai chiếc xe Mercedes-Benz S400 2015 và 2016 thì được trang bị rất nhiều những cái option cao cấp như là cửa hít, cửa sổ trời, loa Burmester, hàng ghế thứ camera 360 độ, nâng hạ gầm bóng hơi, hàng ghế trước nhớ 3 vị trí, hàng ghế sau massage, đá nóng 6 cấp độ. Cả hai chiếc xe này đều được trang bị động cơ V6 3.0 lít cho công suất 330 mã lực. Tiếp đến, đó chính là một siêu phẩm đến từ nhà Lexus. Chiếc Lexus LX570 sản xuất vào năm 2010, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, ngoại thất đen và nội thất màu kem. Và đặc biệt, Salon ô tô VHB tự tin đây sẽ là một trong những chiếc 570 mới nhất và đẹp nhất trên thị trường chuyển nhượng. Vì lý do thứ nhất đó chính là xe một chủ sử dụng từ đầu rất hiếm, ngoại thất đen và nội thất màu kem vẫn còn giữ được chất lượng nguyên bản, khung gầm zin, máy móc zin. Chiếc xe này đang được bên em chào bán với mức giá là 1 tỷ 890 triệu đồng, một mức giá vô cùng hấp dẫn. Và xin nói thêm là chiếc xe Lexus LX570 này mới lăn bánh 5,7 vạn mai zin. Tiếp theo đó chính là chiếc xe Kia Sportage Signature X-Line 2.0D máy dầu bản full cao cấp nhất, sản xuất vào năm 2022 và đăng ký lần đầu vào năm 2022. Xe đi đúng 7.000 km biển tỉnh, hồ sơ cầm tay, sang tên trong vòng một nốt nhạc, giá chào bán là 999 triệu đồng. Một số những option cao cấp có thể kể đến đó chính là xe trang bị loa Harman Kardon, ghế da nâu, cảnh báo phương tiện cách cắt ngang, giữ khoảng cách, phanh tự động cam 360 độ cùng rất nhiều những option cao cấp khác, giá chào bán là 999 triệu đồng. Tiếp đến đó chính là chiếc xe Audi A5 phiên bản Sportback TFSI 2.0 sản xuất vào năm 2016 và model của năm 2017, ngoại thất đen và nội thất màu kem. Xe đã lên rất nhiều đồ chơi cao cấp như là
Oppo On Up màn hình to mới đi 4 vạn mai, một chủ sử dụng từ đầu biển Hà Nội, giá chào bán là 1 tỷ 080 triệu đồng. Xin mời anh chị và bạn chúng ta sẽ cùng tiến vào bên trong để tham quan thêm và khám phá thêm một số những mẫu xe mà VHB Auto đang chào bán. Và trước mắt anh chị và các bạn đó chính là chiếc xe Ford Explorer Limited 2.3 EcoBoost nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, ngoại thất đen và nội thất màu kem, xe mới lăn bánh 7 vạn km, tên cá nhân, biển tỉnh, hồ sơ cầm tay. Trên phiên bản của chiếc xe Ford Explorer Limited 2016 thì được trang bị rất nhiều những cái option cao cấp như là chìa khóa thông minh, công nghệ giải trí sinh ba, 3 màn hình DVD, âm thanh 12 loa Sony, hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng kết hợp sấy sưởi massage, hàng ghế thứ ba chỉnh điện. Giá chào bán cho chiếc Explorer 2016 là 985 triệu đồng. Tiếp đến đó chính là chiếc xe Lexus GX460 sản xuất vào năm 2016 nhập Nhật, ngoại thất đen và nội thất màu kem, xe mang tên công ty, xuất hóa đơn, mới lăn bánh 6 vạn km, nội thất còn nguyên bản, nội thất rất mới và đi rất là ít so với những chiếc xe cùng đời. Giá chào bán là 2 tỷ 950 triệu đồng. Bản full option thì được trang bị nâng hạ gầm, cửa sổ trời, hàng ghế thứ ba gập điện cùng rất nhiều những tiện ích khác. Và tiến vào phía bên trong thì chúng ta sẽ có hai chiếc Audi Q7. Chiếc màu trắng là động cơ 2.0 sản xuất vào năm 2016, nội thất màu nâu, xe mới đi hơn 7 vạn km, giá chào bán là 1 tỷ 750 triệu đồng. Và chiếc màu nâu là động cơ 3.0 sản xuất vào năm 2010, một chủ sử dụng từ đầu, đi hơn 10 vạn km, giá chào bán là 680 triệu đồng. Bên trong này chúng ta sẽ còn 4 chiếc xe nữa, quý vị và các bạn nhé. Và tiếp đến nó chính là chiếc xe Mercedes-Benz GLA 45 AMG sản xuất vào năm 2016, ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen, xe mang tên cá nhân, biển Hà Nội, giá chào bán là 1 tỷ 0 trăm. Chiếc xe GLA này là đang chào bán là giá mới là 1 tỷ 080 triệu đồng, giá cũ là 1 tỷ 250 triệu đồng. Xe được trang bị rất nhiều những option cao cấp như là vô lăng méo, loa Harman Kardon, la răng 5 cánh kép, ghế thể thao cùng rất nhiều những option cao cấp. Bên cạnh là chiếc Hyundai Tucson sản xuất vào năm 2022, ngoại thất đen và nội thất màu nâu, xe mang tên cá nhân, biển tỉnh, mới lăn bánh hơn 1 vạn km, giá chào bán là 999 triệu đồng. Tiếp đến là chiếc Toyota Land Cruiser sản xuất vào năm 2015, đã được lên form của năm 2016, ngoại thất đen và nội thất màu đen, xe một chủ sử dụng từ đầu, tên cá nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 7 vạn km, giá chào bán là 2,3 tỷ đồng. Và chiếc xe cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là chiếc xe Lexus GX460 sản xuất vào năm 2010, bản Premium Full Option cao cấp, ngoại thất đen và nội thất màu kem, xe mang tên cá nhân, biển Hà Nội, lăn bánh hơn 8 vạn mai. Trên phiên bản này thì được trang bị nâng hạ gầm, cam sườn, hàng ghế thứ ba chỉnh điện, cửa sổ trời cùng rất nhiều những tính năng cao cấp, giá chào bán 1 tỷ 585 triệu đồng. Trên đây là giá chào. Chúng tôi sẽ còn có giá thiện chí dành cho anh chị và các bạn đến trực tiếp đến tham quan và trải nghiệm sản phẩm tại Salon ô tô VHB Auto 19A Lê Văn Lương, phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xong rồi đúng không?